Thông tin về cuộc giải cứu hai nhà leo núi Việt Nam, trong thông báo đăng tải trên trang chủ hôm qua, hãng hàng không chuyên cung cấp dịch vụ máy bay trực thăng vùng núi Air Zermatt của Thụy Sĩ cho biết đã thực hiện giải cứu hai nhà leo núi Việt Nam mắc kẹt trên đỉnh Matterhorn. Sau khi nhận được tin khẩn cấp vào sáng qua theo giờ địa phương về việc có hai nhà leo núi từ Việt Nam gặp nạn trên đỉnh Matterhorn, Air Zermatt đã nhanh chóng đánh giá tình hình và triển khai các phương án Do thời tiết rất xấu, không thể giải cứu bằng đường hàng không hoặc đường bộ, Air Zermatt đã quyết định cử ba chuyên gia từ trạm cứu hộ Zermatt trèo lên đỉnh Matterhorn đến địa điểm có người gặp nạn. Ở độ cao hơn 3.500m, trong địa hình khó khăn, các chuyên gia cứu hộ đã tìm thấy hai nhà leo núi Việt Nam trong tình trạng bị hạ thân nhiệt nghiêm trọng. Do máy bay không thể tiếp cận hiện trường, nên các chuyên gia phải đu dây xuống nơi hai nhà leo núi gặp nạn, sau đó đưa họ trở lại tuyến đường bình thường bằng hệ thống dây thừng sau khi các chuyên gia và hai nhà leo núi tới được Hollywood, Air Zermatt đã dùng trực thăng để sơ tán mọi người đến địa điểm an toàn, kết thúc cuộc giải cứu kéo dài 14 tiếng đồng hồ.